Nhạc yêu đời tí. Hello mọi người. Chúc mọi người có một thứ mấy nhỉ? Thứ tư mẹ rồi. Hello mọi người, nhớ mọi người quá. Mấy hôm mà không gặp, không biết mọi người quên mặt mình chưa. Ơ nhớ thật mà. Kiểu xa mấy hôm, nói chung là tâm trạng họ tốt hơn nhưng mà kiểu bị mùi mẫn ấy. Đấy, không biết bao giờ mình về đến ngày 28 có thể ít vậy. Lên 9 các bạn xem mãi mà đến 28 vui quá. Thế nhớ thật. Ngay đêm qua tôi nằm kiểu ngủ đã kiểu thao thức là không biết đến bao giờ cho đến ngày mai để có thể on stream cho các bạn. Mãi nằm mãi mới đến giờ này để on không ạ. Ai nhớ anh chứ tụi em đéo. Ui, mấy hôm đi đi làm cưới anh Bob đi 2 hôm xong rồi hôm qua thì tôi đưa mẹ đi ăn sinh nhật. Ấy, xong rồi tôi cũng post cái story lên ảnh lên mạng ấy. Thế là mọi người mẹ tôi được nhìn thấy lời chúc của công, mẹ tôi vui phết không ạ. Mẹ tôi năm nay thì sinh năm 71 thì cũng 51 ngó nghe con 52 ở kiểu sườn bên kia rồi. Ấy, tuổi già sức yếu này, tôi nói thật là mẹ tôi hôm qua còn thấy, tức là lúc đầu là còn mấy hôm trước thì ngồi gọi là bảo với mẹ là ủa có khi là công việc các thứ cuối tháng đi ăn được đúng không. Thế mẹ tôi thấy hôm qua tôi nghỉ, tôi đưa mẹ tôi đi ăn, mẹ tôi vui lắm ấy. Nhưng mà các ông thì lại đôi khi là có một ông số ông không, bằng chứng là việc tôi up ảnh mấy ngày trước ông còn bảo là ôi anh 28 mới chim thành nghỉ mẹ đi thì nghe buồn nãy nè ấy. Xong mẹ tôi kiểu dạo này cũng quan tâm cơ. Thế mẹ tôi gì nhở, mẹ tôi nhìn thấy thế đúng không, thế mẹ tôi đọc mấy comment mẹ tôi tưởng công nói thật cơ. Thế mẹ tôi bảo ôi tôi sao mà ọp các bạn mắng thế này, thế mà các bạn kiểu nói thật thế là đùa đấy, thì nếu mà các bạn mắng thật thế thôi con cứ làm đi đấy, con cứ làm đi, con đừng ọp làm gì đấy, sinh nhật ăn sau này ăn cũng được mà, có làm sao đâu ấy, lỡ bây giờ ọp các bạn mắng thế này thì làm sao mà được ấy. Nhưng mà tôi bảo các bạn không, các bạn hiểu mà, các bạn chỉ nói thế thôi, các bạn chỉ trêu con thôi chứ còn các bạn vẫn muốn con đi ăn sinh nhật mẹ mà đấy, kiểu thế ấy. Sẽ thật mà sẽ lại đùa, thế là thật là như nào nhở, kiểu gì đấy. Các ông phải cảm thông cho tôi chứ. Đấy chứ, ví dụ mà hôm qua không phải sinh nhật mẹ tôi là tôi on ngay. Tôi nghỉ thêm một hôm làm gì mọi người. Cái đám cưới của anh Hải ấy có uống ngụm nào đâu. Mẹ để cầm cốc bia lên xong lại đặt xuống. Tôi ngồi ở bàn của sếp. Bàn nói chung là cả cái tiệc cưới đấy nói chung cũng nhiều người quen, cũng kiểu anh em làm ở gọi như là nghề game hết. Mà ai thì làm nghề game thì có ai không biết sếp đúng không. Tôi ngồi ở cái bàn đấy, cứ hơi tí lại qua. Em mời anh Độ nhá, mời anh Độ mấy anh em ở bàn bên này nhá. Lại 1-2 bà rô thề. May quá là tôi thủ. Tôi thì uống bia không được, tôi uống được tầm một cốc thôi. Mà cái bia đấy là bia Hà Nội, say vãi cả đái gốc ạ. Không uống được nhiều, tôi đã không uống được nồng độ cồn 5,6% hay sao ấy. Thế là tôi, may quá tôi gặp anh Ben. Anh Ben mới thủ cho được ly rượu vang. Thế là mà rượu vang thì không ai bắt uống hết đâu, cứ nhâm nhi tí thôi. Thế là hôm đấy cũng thoát được không, đéo bị say quá. Tôi uống kiểu mà uống nhiều cái là chết mẹ rồi. Thế tôi ngồi chơi anh Ben, mày quá kiếm được ly rượu vàng nhấp mỗi tiếng để xuống. Mày thế nhở. Hôm đấy là gặp nhiều người dã man, gặp kiểu cả anh Khôi Mê Túc, và gặp cả anh Tony SIG từ ngày xưa hồi bên Mỹ bắn Sego này. Gặp cả anh em bên FBTC như của anh Lê Vi, là Tiểu Xuyên Rốt, là chị Mina Giang, kiểu thế ấy. Mà ai bảo biết mình, tự nhiên vui vãi lìn. Chung là tưởng anh em mà kiểu làm trong nghề thì cũng biết thế thôi, nhưng mà đến có nhiều người là mình mới chỉ biết qua trên mạng thôi, xong ra ngoài đời bảo ôi rồi anh cũng xem mày đó, thứ em cũng xem anh ngồi anh thế này kia, lần đầu tiên gặp ôi anh ngoài đời đẹp trai thế, sướng điện mẹ đéo biết là hẹn xã giao không đúng không, chả lẽ là đến cái đám cưới như thế gặp nhau đúng không, cũng biết nhau chả lẽ bảo anh xấu như chó, đéo khác cái trên stream nó hơi kỳ điện mẹ. Nhưng mà nick tôi nhiều nhất cái bữa tiệc đấy chắc chắn là chỉ có thằng lìn zero không ấy. Ôi ngoài đời ốm sao mấy thằng đồ con béo anh mập khổ thân anh tôi dữ dài, trời ơi anh ngoài đời cũng đẹp trai luôn á, nhỏ con má ơi thì mẹ nó nick vãi luôn, đi ra chụp nó một kiểu ảnh nó nick ngồi hết 15 phút không ạ, con mẹ cái thằng tiểu zero đấy đã thế xong nó còn rủ đi uống bia tiếp chứ tao có biết uống đéo đâu, mẹ cái thằng nịnh thần này, xong nó còn bảo là anh ơi anh có ảnh này, ba anh em chụp này anh có up không để em bú tí, mẹ, nó thẳng thắn vấn đề phết đấy, à các kiểu các thứ. Mẹ em thằng Zero nó hề lắm, bạn thằng Zero ngoài đời nó cao, da nó trắng, mũi nó nhọn, what. Mẹ em xong nó còn make up kiểu lãng tử hào hoa 1337 cái đéo gì đâu mà, ở Discord mà. Mẹ bú đậm luôn chứ, thôi mà nó vào việc luôn mà. Chụp xong bảo anh nhớ bao giờ có dịp make up để em bú tí miếng. Trời ơi dạo này em hơi lốp á, đấu má em vô bang không biết hả. Ấy quá up đi em bú miếng, trời ơi, ban em đẹp trai này không bú, trời ơi. Các kiểu luôn chứ, đi bạn, nó khá buồn cười mà đồn công ạ, đéo hiểu sao. 1337 là elite. Đám cưới đấy không thể 137. Mẹ đã thế lại còn ra bị anh Cường ép sốc hàng nữa chứ.
anh Cường ấy bảo ok kìa, này bác ở đây chán nhở, không có MC đi nhở, không có cháu chú gì bác đi nhở. Ok anh Cường. Anh Cường buồn cười thật đấy, em cháu anh đi là một chuyện liên quan gì tới em. Thế là tôi cũng hỏi một hai câu, anh Cường hỏi thế biết dạo này làm gì không? Làm gì không? Bảo thế làm gì ấy? Dạo này làm sắp làm vợ ở thế này. Ui sợ thế nào? Bảo Cường nếu mà nhà anh có gửi thiệp nhớ đi nữa. Chết em, anh đùa thế. Anh ngồi đấy, ngồi ngay gần ông bố cứ trêu. Chết người. Thế thì em chịu anh ạ, nói chung là có gì là anh em tính sau. Còn nếu có duyên gặp nhau một phân khúc khác đi đấy hơi kỳ. Thầy MC đám cưới bom mình đời xưa. MC đám cưới của anh Hải đó, nói chung là bọn tôi gặp anh Sa là bọn tôi đã kiểu đã ngồi giao tiếp các thứ từ chiều rồi. Đấy là kiểu nói như là ôi cảm ơn Nam Khánh nhá, cảm ơn Nam Khánh nhiều. Là ngồi từ chiều anh Sa đã ngồi luyện rồi, là tôi cũng biết ngờ ngợ rồi. Tại vì là 4 giờ chiều xuống anh em mới đi như kiểu là uống nước về các thứ, thấy anh Sa chuẩn bị đồ các thứ để lên trường quay sớm để luyện tập các thứ. Thế tôi bảo là làm MC đúng không, giả chủ mồm lông đúng không, rồi anh Sa kiểu đó là sao làm MC luôn. Đấy đúng cái kiểu cười của ông Sa nó đi phải quỷ vãi luôn. Cuộc đời nói chung là gặp anh Sa thì nó bùng sáng lên một nấc công ạ. Thế là tưởng định anh ấy ông anh lại định ra sớm tí, thế là bọn tôi lại ngồi tâm sự 2 tiếng rồi mới đi. Đến mà ngồi đốt mấy điếu thuốc phì phèo ngồi tâm sự để bạn. Thế là tôi mới hỏi kiểu anh Sa mấy kiểu các tâm sự các thứ, bảo là làm MC có dung không, anh có dung cái đéo thì đâu đi bạn làm cái này, anh lên nói cái là quen hiểu không. Nói chung là không bao giờ phải nghĩ gì cả, đầu mình lúc lên là mình tự nghĩ ra nói cái gì đấy y như rằng. Nhưng mà đến gần cái lúc lên là làm MC thật, hộ em anh em ơi em run quá, em mà tí là anh em có quên cái gì hay là vấp cái gì anh em nhớ hú lên nhá cho em đỡ quê. Để bạn xong rồi lúc sau là kiểu có thêm tí men vào mà thế là nói kiểu vui quá, nói những cả những cái lúc mà ông anh Phúc Du còn bảo thôi đừng nói nữa để người ta hốt đi mà buồn cười vãi luôn. Cứ đéo nói được cái gì lại dí qua cho anh Hải. Tôi thì lần này tôi đi thì có chụp mấy cái ảnh với quay mấy cái clip sương ấy, chắc là anh em xem stream thì mọi người chắc cũng xem qua, nhưng mà tôi vẫn còn có mấy cái đấy. Phúc Du là Vũ không phải anh Phúc Du, nhầm anh Vũ đấy. Anh Vũ thì gặp anh nói chuyện anh Vũ ra thì cũng bảo là thực ra anh biết hết chúng mày ấy, nhưng mà kiểu anh không anh chưa bao giờ có chuyện dịp được gọi là như nào nhỉ, tương tác hay là chơi game gì của anh em chứ anh biết hết mà. Xong gặp anh Phúc Du hỏi anh Phúc Du anh còn nhớ em là ai không? Đẹp à, đến bạn anh nói thật với Đẹp nhá, lúc đấy thì không hơi say, anh Phúc Du hơi say. Anh biết Đẹp chơi rap mà Đẹp không ra nhạc là uổng phí, Đẹp phải ra nhạc đi. Anh thề anh vẫn xem mày mà, mày chơi rap đỉnh vậy, ra nhạc đi các thứ. Không biết là rượu nói hay là anh Phúc Du có ý đến thật đó. Nhưng mà đấy, tôi lại một lần nữa, đến mà có sao để ở nhà không. Đấy, bảo biết là Đẹp chơi rap và Đẹp phải ra nhạc đi. Trời ơi, các ông hỏi anh Phúc Du mà xem. Một cười. Mà sao ai cả anh Huy Rơ cũng biết nữa. Ui, mà các thứ. Đùa không mẹ, nói chung là đám cưới nhưng mà toàn anh em sâu biết cái sâu bụng không? Còn như nào nhỉ? Còn kiểu người quen các thứ mà biết hết nhau vui vậy đấy, toàn nhậu. Đéo hiểu không, uống nhiều vậy đấy, tôi đéo uống được anh em. Nói chung là qua mời mủng các thứ uống được đéo đâu, uống được là lâm chấm một tí. Tắt notification chưa ta, để tôi thì chụp cũng tương đối, nó không phải là nhiều đấy, cũng không phải là nhiều lắm công ạ. Nên là có gì nếu mà các bạn chỗ đoạn nào các bạn xem rồi, tại vì tôi biết là ở cái sự kiện như này sẽ có rất nhiều người quay đấy, anh em nào xem rồi thì thôi, nhưng mà cũng có mấy cái là tôi nghĩ là mọi người cũng chưa ngó. Còn mấy câu chuyện thì nói chung là phải có ảnh đấy, tâm sự nó mới sinh động hơn được, chứ còn ví dụ mà không có ảnh thì anh em mình ngồi talk show với nhau mà chỉ lắm đấy, kiểu ấy. Nên là nói chung là cứ phải có ảnh cái thì xem nó mới sinh động được. Đâu nhỉ, để tắt. Có nên tắt nhạc đâu nhỉ, hay bật nhạc kiểu bé tí cái nữa nhỉ, công nhỉ. Đâu nhỉ, đâu từ đâu nhỉ, à đây hình như từ đây thì phải. À đây tôi gói đồ, đấy lần này mang đi mang được có tí đồ không, mang đúng một tí thôi. Uầy, tôi còn mang cả kiểu mẹ quả sơ mi của tôi đi, nhưng mà cuối cùng tôi nghĩ sao, tôi đéo mặc sơ mi không, tôi mặc quả áo polo. Tôi mặc quả áo polo với cả ấy, còn tôi mang hai cái sơ mi, tôi có cả hôm nọ tôi mua được cả một cái sơ mi con voi không ạ, mẹ đẹp lắm. Nhưng mà kiểu hơi diêm rúa, mà tôi mặc sơ mi xong trông tôi cứ bị sổ sề ấy. Nên là tôi quyết là tôi không mang sơ mi đi. Đấy, chỉ mang tầm mấy bộ đồ đi thôi. Mẹ vừa hôm đi ấy thì mưa đéo chịu được không ạ. Mẹ đúng hôm đấy, tức là ở Hà Nội
thì trời Hà Nội mưa, xong vào Sài Gòn cũng mưa. Em hiểu sao. Mà lúc đầu tôi còn nghe là cái đám tiệc đám cưới của chị Bom với cả anh Nghi ấy ở ngoài trời. Ấy không hiểu sao nữa, may quá là nó vẫn ở trong nhà. Mặc polo đẹp mà nhưng mà sợ polo hơi béo. Đấy, lúc này là tầm mấy giờ nhỉ? Tầm 4 giờ rưỡi. Đấy, ra sân bay vừa check in được một lúc cái này nhìn thấy hai ông anh lọ mọ ra. Đấy, bọn tôi thì bay cùng chuyến. Đấy, anh Nhím cả anh Khoa. Lúc đấy bọn tôi bay chuyến tầm 5 giờ. Nhưng mà tôi nói thật là hình như đây sẽ là lần cuối cùng mà tôi bay cái chuyến này không ạ? Để các bạn không biết tại sao. Tại vì đến cái cảnh sân bay, nói chung là tùy khách sạn, có khách sạn để cho check in sớm, có khách sạn kiểu đợt check in muộn ấy, bắt buộc phải check in sau tầm 12 giờ ấy. Tức là bọn tôi sẵn sàng là check in sớm đúng không? Là bọn tôi kiểu sẽ phụ phí 50% giá phòng. Nhưng mà khách sạn đéo có phòng luôn, khách sạn kiểu bị đông quá, thế là thôi. Đến cái đến Sài Gòn bọn tôi phải tìm cái khách sạn để ngủ cái tầm chiều xong qua khách sạn chính không ạ. Còn hai bay chuyến này là tại vì ông Bô ông thích bay, tức là bay liền cái luôn, thực ra là cũng được nếu mà có chỗ ngủ. Nhưng mà anh Khoa là có nhà chị Trân, còn bọn tôi là làm gì có gì đâu, bọn tôi vào là phải ở khách sạn mà. Đấy, là bọn tôi kiểu bay vào cái cảnh lang bạt úi giời ơi luôn. Tức là bay xong thì đến là phải tìm khách sạn để ở đúng không? Buổi bình thường khách sạn là cho check-in chiều. Đấy, không phải ấy, không thì không được cái chứ. Anh Khoa có nhà ở, bọn tôi chả có nhà gì cả. Đây, anh Khoa là đấy, các ông thấy gì không? Đi nói chung là mặc có thể mặc quả áo ba lỗ các thứ, đấy, mặc quả áo ba lỗ trông kiểu đây từ tắt nhạc đã. Trông hơi gọi là úi giời ơi khí đúng không? Nhưng mà cái công zoom một cái đồng hồ này. Zoom cái đồng hồ nó phải là bling, nó phải nhấp nháy một tí màu phát. Đấy, áo thì có thể đờ rưu nhưng mà đồng hồ nó phải là húp lớn đấy. Giời ơi, đấy các ông thấy không? Tay phải cầm điện thoại, tay trái là phải cầm để sơ tay lên như này này. Đấy, đi bạn chúng mày thấy đồng hồ bố mày không? Đấy, nhìn đi không? Sáng vậy. You see my watch bro, you see my watch bro. Mua nhà đi chứ. Rồi tiền đâu ra mà mua anh trời ơi. Đấy, còn đấy anh Khoa, còn đây ông anh tôi cũng đẹp trai, nói chung mà quả tóc và nhìn kỹ thì cũng ok nhưng mà có một cái đặc điểm là tôi cũng không hiểu lắm. Nhìn kỹ lại là kiểu anh Phong mà chém cho ông anh tôi ở bên mai hơi quá. Cái quả đường này nó bị to quá. Đấy, mẹ nó như là cái sân bay Tân Sơn Nhất hay sao, tôi thề công nhìn ở đây công nhìn đéo rõ đâu. Nhưng mà công nhìn cận một cái đi phải thấy cái đường tóc còn to vãi lìn, nó phải nhét được cả cái bút vào công ạ, mà quốc lộ 1A luôn. Lúc này là tầm mấy giờ nhỉ? Đấy 5 rưỡi sáng của tôi là mọi ra sân bay đóng bắt phở đấy như bình thường. Ủa nhưng mà hôm đấy ăn nhiều thật, tức là ăn buổi tối đã ăn buổi tối hôm đấy là đã ăn ở nhà rồi đúng không? Xong ra sân bay là ăn tiếp, xong vào Sài Gòn lên máy bay lại ăn đúng không? Xong vào Sài Gòn kiểu vào muộn cái vẫn ăn tiếp thêm bữa nữa. Trong một đêm tầm 12 tiếng toàn 4 bữa không ạ? Ăn một bữa ở nhà mỗi đêm Haki Food nhá. Xong rồi sáng ra sân bay ăn bát phở nữa nhá. Xong rồi lên máy bay ăn thêm cái bánh mì của Vietnam Airlines nữa. Xong đến Sài Gòn lại ăn mẹ buổi sáng nữa nhá. Ôi giời ơi, dã man thật. Đấy, xong rồi đây là đến Sài Gòn này. Tôi đi chụp qua hôm buổi sáng là nắng Sài Gòn đẹp. Mà tôi chụp xong cái quả đường này tôi lúc nãy tôi ngồi tôi xem lại ảnh, tôi lọc lại ảnh tôi mới nhận ra mẹ một cái bí ẩn ở đây. Không hiểu sao chụp kiểu gì ở đúng mẹ massage này chết người. Công nghĩ là bọn tôi đi cái dịch vụ gì giống anh xôi ruộng là chết. Nhưng mà không phải nha, không phải. Thế đây là kiểu rất là tình cờ, đấy không ạ. Đấy, nó lọt vào khung hình tí. Đấy, sáng tầm này là bọn tôi mới không tìm được khách sạn mà không cho check in sớm đúng không? Thế bọn tôi phải ra quyết định là bọn tôi đến A25. A25 thì mở cửa quanh ngày. Đấy, mà cũng rẻ. Nói chung là A25 thì nó khách sạn kiểu khác. Còn ví dụ như cái chỗ mà tôi ở là Novotel Thái Hà thì nó lại mở cửa kiểu khác. Đấy. Còn check thế bọn tôi là tạt qua A25. Đây thì có tôi, ông anh tôi với cả một bạn nữa. Bạn thôi. Đấy, thế là thuê hai phòng. Đấy, thuê hai phòng ở ngủ đến tầm chiều. Xong rồi buổi chiều thì đi. Lúc này là bọn tôi đến A25 là kiểu buồn ngủ lắm rồi. Là kiểu cả đêm không ngủ, ngủ có 2 tiếng mà ngủ trên sân bay kiểu nó bị mỏi, trên máy bay nó bị kiểu mỏi cổ ấy. Mỏi cổ ấy, thế là thôi. Nên là ngủ như chết, chả chụp gì mấy. Xong rồi ngủ cái tầm đây đúng 1:30 chiều rồi bọn tôi lọ mọ đi qua bên Novotel. Thì lúc vừa đến thì thấy anh em đông đủ ở đây này, các ông có thể thấy là anh Quang Massage, anh Tuyền Tuyền Culture, Tuyền Văn Hóa, anh Tài Máy Dập. Trên là có cặp đôi Lê Minh Chốc với cả chị Thanh Chin. Bên trái có anh Bông. Đây là anh Nhím, còn có một tuýp một tốp nữa đến sớm hơn là anh Sa Béo này, thầy Onip, anh Quang, chị Huyền. Ấy là đi ăn trước rồi, đi ăn xà bì trưởng trước bọn tôi. Đi ăn xà bì trưởng trước bọn tôi rồi. Chúng ta chỉ là bạn á, bạn gái tôi được chưa? Đấy. Thì đến là mọi người nhận check phòng các thứ, anh em thì cái tầng 6 là tầng đông nhất.
Bọn tôi thì ở tầng 6 còn có mấy phòng khác, thì ở phòng anh Linh hay là phòng phòng anh Ben thì ở tầng 7. Đấy, phòng anh Linh thì ở tầng 5. Cái khách sạn này thì không to bằng Nico không ạ. Khách sạn này thì 4 sao thôi. Giá thì thật ra là cũng đéo rẻ là bao nhiêu. Đấy, nhưng mà cái khách sạn này thì nói chung là tôi đánh giá là lần này đi thì nếu mà để gọi là so với cả đồng tiền nhá thì không xứng đáng lắm. Cái khách sạn này nó cũng không rẻ. Đây, phòng nó là như này. Nó chật hơn Nico một tí. Mà Nico chỉ đắt được 5 lớp thôi. Mà phòng đấy không, nhìn ảnh thì thấy nó cũng hơi chật. Gì đây? Cái này là từ review toilet thì phải, review toilet thì phải. Sao đeo có tiếng nhỉ? Hotel. Thì như đầu tiên. Đầu tiên là cái gì? Review toilet. Ok. Đấy, vừa review toilet xong có người vào ngồi ị ạ, thề chịu luôn, không hiểu kiểu gì. Ui, nhưng mà có một đặc điểm ở cái khách chết rồi. Cái khách sạn này là không có vòi xịt đít. Không có vòi xịt đít. Thế là phải tự chú đít. Thế là đây là một cái điểm trừ rất là lớn. Tôi không hiểu tại sao đúng không công? Là khách sạn ở Việt Nam nhưng mà lại không có vòi xịt đít. Ấy thế là không biết phải làm gì. Ai nhỉ? Như nào em? Đấy, hỏi review vlogger này, chả review gì cả thề. Chả review cũng không có gì cả. Đấy, tầm đấy được cái gương đẹp. Được cái gương đẹp không ạ? Được cái gương là kiểu phát sáng, nói chung là trông cũng ra gì, nói chung là chụp ảnh nó cũng sang chảnh. Nhưng mà có cái đặc điểm nữa là tôi không thích là cái quả phòng tắm. Phòng tắm bình thường đúng không? Tức là nó đã thông với phòng ngủ thì ít ra nó phải có một cái gì đấy che lại. Đụ má công nhìn này. Quả phòng tắm đéo có một cái gì che lại cả. Nhìn một phát là ra phòng ngủ, không có rèm. Bây giờ phải làm sao? Hả? Discan mi cái phòng tắm. Bây giờ đây công nhìn bên phải, công nhìn thấy cái giường của tôi không? Đéo có rèm. Kính nhiệt. Nhưng mà cái vấn đề là bây giờ nhá. Ví dụ đúng không? Ví dụ là nó có bốc hơi nước lên, nó có hơi mờ mờ một tí đúng không? Nó hơi mờ mờ một tí. Nó phải che đi được chứ. Phòng tắm chao cái che gì cái nhìn toàn láo luôn. Thế cứ mỗi lần tắm là thôi là phải mỗi người đứng góc. Mỗi người đứng một góc không ạ? Xu hướng rồi anh ạ, tụi em toàn thiết kế như thế. Kích thích sinh sản là sao? Mẹ, what the fuck bro? Có điều khiển che á, thế tôi lại không thấy cái nút che đấy. Mấy hôm mà tắm cứ tấp tá tấp thỏm không ạ? Tôi thì tắm là tôi thích sự riêng tư, tôi không thích ai nhìn, kể cả người thân hay là kể cả bạn gái là người yêu hay là như nào đấy, tôi không thích ai nhìn. Đấy, tại vì sợ nhìn cơ thể của tôi là người ta ngất ngất này là thôi. Đấy, được cái quả đèn trông ok. Nhưng outfit ngày đầu sao chụp ảnh kiểu chắc là giống lợi lem tí. Chắc chụp ảnh kiểu giống lợi lem một tí ấy, trông kiểu răng boy si tình tí không ạ? Đấy, trông cũng kiểu hơi ngầu. Được cái quả gương sáng ở đằng sau trông cũng ra gì đấy. Thế bé nên ngại ơ kìa. Chỉ mong thế thôi. Đấy, nhưng mà trông cũng khá ngầu không ạ? Chụp cái lờ gì kia, không chụp như này thì chụp như nào? Chụp như này trông cũng được mà. Đấy. Nói chung là giản dị thôi. Đi ăn bọn tôi xong rồi, bọn tôi đi ăn xà bì trưởng. Đấy. Bọn tôi đi ăn xà bì trưởng. Đây là cái sảnh của khách sạn đấy, tầng 1 đấy. Sảnh Nico to hơn nhiều. Sảnh này không bằng Novotel này thì thực ra không đẹp bằng Novotel ở trong ở ngoài Bắc. Novotel gì nhỉ? Novotel Hà Nội ở ngay phố Thái Hà. Novotel này thì ở quận 3. Quận 3 này được, nhưng mà cái Novotel này được cái là gần sân bay. Đi tầm 15 phút là ra sân bay ở công ạ. Còn đi kiểu đi ở khách sạn khác thì nó lâu hơn. Xin lỗi các bạn, đây là một cái giây phút ngẫu hứng, tôi không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà hơi nháy mắt tí. Đấy, nói chung là tìm một cái filter là đeo cái kính lên là trông cảm giác tự nhiên bỗng dưng thấy mình là thật là đẹp trai. Thật là đẹp trai nên là mình quay lên xíu mừ. Đấy, quay lên một xíu. Đấy, ông ơi, buổi chiều đi ăn thì gặp hai chậm Trần Văn Nhi Dầm với David Bách Ben. Đấy là thời trang của anh Bách Ben không ạ? Không hiểu sao dạo này rất là thích mặc sơ mi kiểu không biết nữa, kiểu Binzy nói với anh ấy. Đấy, mặc kiểu sơ mi thụng, xong rồi phải freestyle oversize. Màu phải màu hồng. Tôi không hiểu dạo này gu ăn mặc của Ben là khá là dị. Chắc là meta mới hay sao. Ừ đấy, các ông thấy không đấy, anh tôi không nói gì, anh nhím không nói gì, vẫn hip hop. Đấy, tôi cũng thế. Còn anh Ben của tôi dạo này toàn mặc sơ mi kiểu đi biển thôi đấy. Anh Benji hay sao. Đấy, thì lại đến quán xe bị trưởng. Đây thì quán như này thì các ông nhìn thấy khá nhiều đúng không? Nhưng mà tôi không chụp cậu Đức Cốp ở đây. Nhưng mà cậu Đức Cốp nằm bên trái đấy. Cái tầm bàn bên này xong mà ngồi chéo chéo góc bên góc một tí. Thì có cậu Đức Cốp ngồi đấy. Cậu Đức Cốp với cả cậu Hà Chiêu và cậu Panic. Xong lúc sau là có người yêu cậu Panic đến hay là cái gì ấy. Đấy, Đức Cốp ngồi một góc buồn lắm. Tóc là màu vàng. Xong bảo là anh cũng vào à. Đấy các thứ.
Xong rồi nhưng mà có cậu Đức Cóp ở đấy nhưng mà không thấy có người yêu cậu Đức Cóp đâu, tôi không biết là chuyện gì. Ở nhưng mà thôi thì bỏ qua cậu Đức Cóp một bên, thì lần này bình thường tôi hay vào ăn kiểu cơm tấm sườn đúng không? Là tôi quyết định gọi sườn cộng công ạ. Đây, một suất như này. Tôi về nhí mình ăn hơi tham là gọi thêm một phần top mỡ nữa, đây, một phần top mỡ ở đây. Với cả một phần lạp xưởng. Đấy, gọi thêm một Mirinda soda kem. Đấy, vừa ăn 4 bữa xong vào 12 giờ trước cuối cùng lại quyết định ăn thêm một suất cơm tấm này nữa, mẹ no vãi lìn công ạ. No cả một chết mẹ ra đấy luôn đấy công. Đấy, được cái là buổi đấy nhưng mà không hiểu sao đúng là kiểu tâm lý của mình đi chơi ở khác ấy. Mình ăn lắm vãi lìn công ạ. Một suất này là tầm 99.000, gọi lạp xưởng là tầm 14.000, xong gọi thêm tầm top mỡ là 7.000. Đấy, 99 cộng 2 bao nhiêu, tầm 121.000. Gọi thêm bát à đâu, canh rong biển là đi kèm combo Mirinda nữa tầm 10.000 nữa là 130. Đấy, ăn xong rồi lúc ăn một lúc không có cả sếp đến. Cả sếp đến công ạ. Theo bọn tôi mới ngồi, tôi mới hỏi anh Ben là ơn này, bình thường ví dụ mà sếp ăn ở đây không biết sếp có trả tiền không nhỉ? Không biết là sếp có trả tiền ăn không? Ví dụ là sếp là một trong những cái CEO ở đây ấy. Thế là ăn cơm tấm ở quán của mình không biết có phải trả tiền không nhỉ? Nhưng mà suy cho cùng bọn tôi hỏi 9.000 là vẫn là có trả tiền không ạ? Vẫn trả 120. Đấy, trong khi là tiền đấy là vẫn về là gọi là ví của sếp đó mà sếp họ vẫn trả không ạ? Quay random á? Không. Bọn tôi là đến sau anh Ben phải nhím là chả quay random gì cả. Đã giàu còn tham mỡ kìa, đã giàu còn tham thì ăn đói thì ăn chứ có gì nữa. Có gì đâu, tiền chia 4 là không, không random, lần này có anh em trả hết. Tôi thì hay trả Grab đấy, đi qua một lúc thì tôi thấy cái khách sạn thân yêu của tôi, Hotel Nico không ạ? Nhưng mà lần này không ở Nico, quá buồn. Gì đây? Sau tôi về khách sạn, lại gặp gặp một anh người quen. Em cứ nhìn đấy. Dã man luôn. Đi, ra ngoài hút được thuốc. Thế tôi gặp một người anh quỷ. Để bạn người anh quỷ, nói chung là lâu không gặp, vui vãi lờn, mà anh em ngồi tâm sự. Bọn tôi tâm sự từ cái lúc mà có bông mai của anh Khôi, của anh Tuyển, của anh Quang, có tôi với cả anh Ben, có cả anh Sa. Lúc đấy tầm 4 giờ chiều bọn tôi đi về khách sạn đúng không, ngồi uống cà phê. Ngồi tâm sự lúc còn mỗi tôi với anh Sa tầm 5 rưỡi bọn tôi mới lên. Không ạ, 5 rưỡi bọn tôi mới lên. Thế là sao anh Sa hôm đấy mua được, nhờ anh Quang mua được cái quả khăn hồng Don't Break My Heart của Binz, cuồn vãi lìn. Hắn ngồi nghịch, ôi bọn tôi tâm sự đủ thứ chuyện luôn. Tâm sự với anh Sa xong rồi thấy kiểu vui đời, cuộc đời nó vui hơn mà. Với cả kiểu giải tỏa được một số cái khúc mắc ở trong cái suy nghĩ. Đấy kiểu ấy, phải tâm sự với anh Sa không ạ? Đấy các ông thấy giống một con quỷ không? Mà không, tôi không phải mỗi người ba thuốc đâu, bọn tôi chỉ mỗi người điều thôi. Xong rồi kiểu ngồi hút điều thuốc nhưng mà chứ không phải uống rượu, chứ không phải kiểu cuốn thịt chó là cái gì nhá. Nhưng mà anh Sa cứ ngồi bắt tay, để mà anh thề mày, anh biết mày là một cái thằng, nói chung là nói chuyện nhá, nói thật nhá, trong refund tao nói thật mày, địt mày hợp tần số tao, hợp với mỗi mày ở đép ạ, địt mày tao nói thật. Đôi khi là mày cứ nghĩ là thế này kia thôi, không phải không chơi game nhưng mà nói thật là tao thấy là tao địt mày hợp với mỗi mày ấy, yên tâm, địt mày anh em nói chuyện với nhau là nó hợp con cảnh ấy, kiểu không? Hiểu ý anh không? Đấy, ngồi hút điều thuốc là một tâm sự deep vãi lồng không ạ. Đéo hiểu sao, không biết là sọc chéo là cái gì nhưng mà nói chung là hai anh em gọi như là bản thân sự cuốn nó lồn như sao ấy chứ nhỉ, không biết tại sao nhưng mà không, anh Sa cứ mỗi lần gặp anh Sa có luôn có một cái nguồn năng lượng này nó kỳ bí lắm công ạ. Nhưng mà nghe tin anh Sa bảo là anh dạo này nói chung là cũng sắp hơi văng, là cái việc là có hay không, cái việc anh Sa còn stream tiếp trong tương lai ở nền tảng này nó là một dấu hỏi chấm anh Sa đang nghĩ không ạ. Đấy, có gì một người stream anh Sa mà kiểu chân chất như anh Sa không ạ? Bây giờ buổi đêm mà công phải qua kênh anh Sa kiểu níu kéo anh Sa đi. Đấy, kiểu ấy, anh Sa gọi là đang hơi có mấy cái suy nghĩ à. Đang ví dụ có những cái platform nó càng ngày càng nâng cấp như này, anh Sa đang suy nghĩ ở đây. Đấy à, công phải níu kéo anh Sa đi chứ còn bơi được trong cái vũng lầy này nó hơi khó đấy. Đấy, ông ngồi 5 rưỡi lên tắm rửa thay quần áo các thứ thì chuẩn bị bọn tôi đi di chuyển từ khách sạn sang sang đâu nhở, sang chỗ dự tiệc, mà chỗ dự tiệc ở Tít quận 7, chỗ gọi là cái gì nhỉ, Sun Merced hay cái gì ấy. Đấy, outfit của anh Ben này. Tất cả mọi người đã quyết với nhau là mặc dress code màu đen, nhưng mà anh Ben lại mặc áo màu hồng Gucci. Đấy, ai có mặc áo màu đen? Không ai là không đen đấy, công nhìn không? Đen xì. Mỗi anh Ben mặc áo màu hồng. Đây, công nhìn này. Ai đen? Từ anh Tài cho đến anh Khôi, xong rồi sếp, xong rồi đến anh Tuyền, xong rồi anh Quang, các thứ. Chả có cái gì cả. Mỗi anh Ben là mặc áo màu hồng, thế nó mới lạ chứ. Đấy,
ngồi một lúc, à có anh chip thì mặc quả sơ mi Dior mới tậu, hình như là tôi nghe nói không nhầm là trên dưới thì trị giá nó rơi vào khoảng tầm 20 mấy củ khoai tây ấy, không hiểu không ạ. Nói chung là cái quả sơ mi thì nó dã man ở 25-30 củ khoai tây, tất là phải tận Gucci, giày thì phải là Dior Loafer. Nhưng mà tôi có một câu hỏi thắc mắc nhá, cái quần Âu của chú là tôi nghĩ là chú đặt may, tức là một cái quần mà độ dài nó phù hợp như này đúng không, mà vừa size như này ấy, cho đàn ông độ tuổi như này với cả chiều cao như này, tôi nghĩ là nếu mà quần không may thì không bao giờ nó đẹp được như này. Đấy là tôi đang định hỏi chú là cái chỗ may quần này để cho một cái quần nó vừa vòng hông, nó vừa chiều cao của mình. Đấy, thật sự như thế. Đấy, tôi phải tìm cái gọi như là cái chỗ may để có một quần đẹp như này không ạ? Nhưng công nhận là chú đi đẹp thật. Đấy, chung thời trang của chú chưa bao giờ là một cái gì đấy gọi là có thể gọi như là lên án được cả, hay là chỉ trích được cả. Quá đẹp, beautiful. Ấy không phải bọn tôi trời mưa đéo chịu được không? Thế là anh em di chuyển hết rồi, hôm đấy bọn tôi cứ cố bắt taxi 7 chỗ. Là taxi 7 chỗ mưa người ta không đi. Bắt Grab thì cũng lâu. Mà bắt Grab từ chỗ bọn tôi ra chỗ ăn tiệc cưới mà hết tầm bao nhiêu? 2 lốp rưỡi, 3 lốp không? Vãi cả bỉu, trời thì mưa. Đấy, xong rồi đi ngồi trên Grab bao nhiêu tầm 30 phút thì cuối cùng cũng đến. Đây đến thì thấy kiểu cái sảnh này kiểu mưa, mọi người đứng hết ở đây không? Đây chị em đây, có chị Thanh Chin. Ủa hôm nay chị Thanh Chin không hiểu là chị Huyền make up cho hay sao, tây thế. Có Phương Vy, ủa cảm ơn anh Bia nhá. Chị Trân này, chị Miu này, Xoài Non này, chị Thảo người yêu anh Sa này. Tại dìm ác đâu, chụp ấy thôi, có cái gì đâu mà dìm ác. Ê, ấy một lúc thấy anh ốc nữa không ạ? Quả này thì kiểu đông quá, không giơ cái máy lên chụp được. Nhưng mà công thấy kiểu tóc anh ốc hợp vãi, nhìn cái kiểu tóc dây đừng san chu sao ấy. Disco mạng quả tóc là kiểu hợp vãi đái. Xong anh ốc bảo là hay thằng đẹp cũng làm đi các thứ. Ủa, không hiểu ông anh ấy đang làm chiêu gì sao. Ủa ôi, ảnh như toàn ảnh dìm ý nhỉ. Đấy, hình như là đang bực ai hay sao, trông hơi quả áo xíu mà đang bực ai hay sao nhỉ. Đấy, bảo chết thằng búa mì. Đấy, chết thằng búa mì hay sao, hơi quạo một xíu. Đấy, xong rồi một lúc sau thì di chuyển vào thì ảnh thì các ông cũng nhìn rồi đúng không. Đấy là có ông, tôi ngồi cùng bàn là có anh Chip này, ông thầy này, anh Hiếu này, anh Dầm này, anh Tài, anh Bố, anh Khoa, Medis, anh Bông Mai với cả đấy, mấy người thôi. Đấy, chụp một lúc thì anh Tài bảo tôi chụp cận cảnh mặt ông thầy đi, mặt ông thầy giờ này xanh xao lắm, nhưng mà tôi cá nhân tôi thấy thì không xanh xao lắm không ạ. Mà tôi chỉ thấy một cái đặc điểm ở đây là tự nhiên là đây á, thầy công có thể thấy thầy cạo râu khá là kỹ. Đấy, gầu như là không còn cạo nào, nhưng mà dưới này có một sợi là hơi to. Đấy là yêu cầu một người chỉnh chu như thầy có thể về cạo lại cho kỹ nhá. Đấy còn quả nọng của thầy thì không nói làm gì rồi. Quả nọng của thầy thì không nói làm gì được không ạ. Đấy rất khá là chỉnh chu. Kính là phải cái chrome hợt. Nhưng mà ở dưới này có quả cọng hơi to. Dâu đấy là dâu tài lộc quá. Ơ kìa. Mà sao dâu tài lộc có mồm sợi này. Đấy. Đâu đây là cái gì? À đây là cái menu. Như chắc các bạn xem rồi. Thể hôm đấy đồ ăn phải nói thật nếu mà anh Hải có xem hay là anh em nào có xem thì thật sự đồ ăn hôm đấy không hợp khẩu vị cho lắm. Tại vì dơ ra ba món đầu thì bảo ba món đều là cá. Kiểu đấy, nói chung mà hôm đấy ăn nó cái nửa tay nửa ta của gì ấy. Chỗ này đây sang Rima. Ấy mà đồ ăn thì hơi nguội. Nên là cũng không hợp khẩu vị. Đấy cá nhân tôi không biết là anh em nào khác có hợp khẩu vị không. Nhưng mà tôi thì không hợp khẩu vị cho lắm. Không hợp lắm không ạ. Tôi và anh Sa đây cảnh off chim. Ngồi văng văng một lúc và thấy anh lên phát biểu một lúc thì nhận ra là 7 giờ mẹ rồi mà chưa up off stream mà bảo anh Sa chụp ảnh cái không ạ. Đấy, anh em làm kiểu cười cũng khá là tươi. Ủa, nhưng mà đợt này công nhận là gặp giáo chủ cả mẹ vui vãi luôn không ạ. Nhưng mà không hiểu sao cái bộ, tức là trước khi giáo chủ chụp ảnh nhá, giáo chủ bảo là mày chụp ảnh off stream không, đợi tí để tao móc vào trong túi ra, từ cái tờ giấy bỏ ra, bỏ grip vào mồm đấy để anh đeo quả răng á, xong anh em chụp. Tức là chụp ảnh là phải có răng, không hiểu kiểu gì. Xong rồi anh Mimosa, Mimosa còn bảo là đi mẹ tao thấy là răng của mày á, đi làm cái hợp đấy, mày đi làm cái đi. Đây cái gì đây? À đây MC. Cái discount mà the real MC nhưng mà the real không ạ? Cái lồn mà MC đám cưới Việt Nam mà lên mà ngoái vai đường.
cười quỷ đâu chịu được. À từ 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 từ, đây là ai nhỉ? À đây là ông anh tên gì nhỉ, quên rồi. Từ từ cao cao có thể nhắc cho tôi tên đó, tôi nhớ nhưng mà tôi quên mất rồi. Anh này là anh đầu tiên lên biểu diễn, anh này là anh ngắn à đâu, ngắn hay ngắn đấy nhỉ, ngắn sao lại anh ngắn ấy, lên biểu diễn mấy bài, đây là bài đầu thầy phết công ạ. Nói chung là hôm đấy ai lên biểu diễn cậu cũng tự tin mãi lên, chắc là cậu cũng xem rồi. Sẽ dài, anh này tức là ngắn là dài cái gì mà dài hả guys. Chung là công nhận là kiểu ca sĩ có khác, mọi người hôm đấy cứ dí kiểu Trần Thái Linh lên hát nhưng mà kiểu nhiều ca sĩ hát hay quá ấy. Hay mà có Mina hát, có clip Mina luôn, đỉnh vãi lên thề. Tí nữa cho ông xem. Sao có ông anh ngồi dưới mẹ tít lắm, cười tít lắm. Anh có hát không không? Anh hát làm gì ở dưới? Làm sao mà ấy được? Ủa, có clip anh có yêu em không luôn? Có anh Quang không? Có clip anh Quang. Tôi hôm nay tôi quay nhiều mà. Thế có sao thấy nhìn tia ra tia không á? Ui, hôm nay tôi nói chuyện Mina luôn. Mina bảo anh nhìn chậm. Ui giời. Đây anh Huy R. Anh Bom với chị Nghi ấy thì có đăng cái bài nhạc hôm nay tôi còn nói chuyện anh Huy R, mời anh Huy R nhạc cao biết gì không. Bố tôi thích nghe bài Anh Thanh Niên của anh Huy R vãi lìn. Ngồi bố tôi là suốt ngày ngồi lái xe thì đi đâu các thứ toàn bật bài Anh Thanh Niên, thích nghe bài Anh Thanh Niên của anh Huy R vậy đấy. Xong rồi gửi clip cho bố bảo ô Huy R đấy ạ. Thì thôi hôm nay em hát lại bài đấy cho mọi người. Anh uống đâu mà quay nhiều lắm, nghe bài Anh Thanh Niên vẫn uống. Lúc này cũng hơi chuẩn không ạ, anh em lên hát là cũng say hết rồi đấy. Không hiểu sao anh em say vẫn nhớ được lời, tôi say là tôi đéo nhớ được cái gì luôn. Giác mua 3.000 rồi tôi 3.000 trà đà đỏ vậy đây. Được cái vị trí của tôi ngồi ok ấy, quay rõ. Hay mà, hay dã man nhở. Không nhép, điên à. Tôi nó còn cắt một đoạn lúc đầu mic không hát được, có mỗi beat không, không hề nhép. Like mà. Đấy. Nhép đéo gì, không, một chửi. Rap là bị đánh à? Ủa? Anh Huy R hôm nay hát nhiều lắm. Anh Phúc Du hôm nay hơi nhẹ. Thấy không? Không thấy cầm tay tôi cầm máy quay không rung không? Mà lên trình ấy.
hay như a. Ôi giời, tình thương nó quá khen. Ui, được chưa, được chưa? Không bỡ, bỡ. Hay thì bảo hay. Đồ ăn dở, bảo dở, có gì đâu bỡ. Biết thấy hôm nay cầm mic hát bài Đừng Quên Tên Anh thì hơi cháy nhỉ. À, như lúc này cưới rồi hay sao? Kém của con dâu Linh Nhi và chú rể Nam. Chú rể. Đây, hát một lúc thì đấy là mở đầu. Còn đây đám cưới chính. Đây là cái clip như kiểu là cái gì nhỉ? Cái này nó gọi là gì nhỉ? Theme à? MC thì hơi quỷ dữ tí. Anh dùng điện thoại gì mà quay nét á? iPhone 6 em ạ. May quá ngồi ở vị trí kiểu cận sân khấu, quay không vướng lắm. Ôi giời ơi, tình cảm đi. Nhìn anh tôi lạnh lùng tình cảm này nhưng mà đã có thời gian là như nào nhở, chờ một bạn ở Viking 3 trời mưa cầm ô các thứ các bạn bỏ về thôi, quá buồn ấy. Thế giờ có vợ rồi. Cảm ơn anh Miên nhá. Lại có ách 1, ách 2 không ạ, như Valorant. Ừ, điện viên các kiểu. Ôi giời. Đẹp đẹp đẹp. CIA như sao thế nhỉ? Đà Lạt à? Hình như Đà Lạt nó sao không ạ? Ui giời ơi. Mấy ngày nào làm clip đẩy thuyền. Dạo này mọi người hơi hiểu lầm giữa mình và bạn Minh Nghi nhá. Bọn mình chỉ là bạn thôi. Đấy, giờ cưới luôn này. Thời gian khắc nghiệt thật không ạ?
công thằng Blon hết. Mày bao giờ tới lượt tao? Mùa quýt mà tới lượt tao mày. À đây đây, MC đây rồi. Và lời đầu tiên em xin phép được gửi lời chào đến toàn thể quan khách có mặt tại bữa tiệc ngày hôm nay. Gặp hơi đẹp ấy. Cốc để ý tí tay anh Sa có bấu 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 anh Hải buồn cười vãi lộn thề. Kính thưa các cụ ông trong nhà, các cụ bà ngoài hiên, các thanh niên ngoài ngõ và các cháu nhỏ trên giường, hòa vào không khí của buổi tiệc ngày hôm nay, có lẽ là tôi xin phép được mời hai nhân vật chính có mặt trên sân khấu, mượt vãi đái nhở, chú rể Nam Hải và cô dâu Mimi. Là một ngày đáng nhớ và hết sức tuyệt vời. Được nhường lời cho chú rể, chú rể có thể cảm nhận chia sẻ cảm nghĩ của mình. Là cảm nghĩ là một ngày rất là trọng đại, là một ngày rất là tuyệt vời. Anh có thể chia sẻ suy nghĩ của mình được không? Hôm nay mình rất là may mắn là tất cả anh em từ Bắc vào Nam đều rất là mất rất nhiều công sức và vẫn có mặt ngày hôm nay để tham dự chung vui với cả mình cảm thấy là yeah, mai làm tiền baby. Cái gì nó tuyệt vời hơn. Bạn bè, cả nhà trai, nhà gái gì vai hơn ở đây tham dự bữa tiệc thân mật của mình và vợ của mình là bạn Linh Nhi ạ. Và có lẽ là chú rể đã chia sẻ những cái cảm nghĩ nó rất là thật lòng như vậy rồi, thì cô dâu cảm thấy thế nào trong một ngày trọng đại như này không? Mày thế bây giờ cứ dí ra cho hai MC cái là mình tra mới nói gì. Quá nhỏ gái vậy quá ta, anh em hơi im. Alo anh em 500 ơi. Ủa, MC xịn nó khác nha. Chị mình nghi mượt đét. Hôm nay một điều trời mưa rất là lớn. Có rất là nhiều những anh chị lớn bay hơn 1000 km tới. Chị đã dự đám cưới tụi em xong rồi. Nên là thật sự là tụi em rất là xúc động và tụi em rất là biết ơn mọi người. Nhưng mà mọi người đã ở đây để chung vui cùng với em và anh Hải. Để không biết ai là MC luôn. Thật sự không biết ai là MC luôn. Vâng, và có lẽ là cái cơn mưa nó rất là tuyệt vời, ngoài kia nó không làm ngăn cản cái quá trình của chúng ta đến cái đám cưới. Em biết đó là một cái cơn mưa tình yêu. Cơn mưa tình yêu. Đấy, bay cứ vít vít anh Hải. Kiểu gì? Vỡ hay à? Buổi tiệc này thì em cũng có một vài lời muốn chia sẻ. Cái quá trình của bọn em thì quen nhau cũng qua công việc, rất là nhiều cái công việc ở trên mạng xã hội thì bằng tay anh Hải. 4-5 năm rồi. Thì cái việc mà cái ngày hôm nay mà em xuất hiện ở đây ấy, với một cái tư cách đó là một cái thành viên tham dự đám cưới của chú rể Đại Hải cả cô dâu Minh Nghi, nó vẫn hoàn toàn bất ngờ. Thì thay mặt cho tất cả anh em xin chúc mừng anh. Chúc mừng anh, đấy, bám tay anh cái. Chúc cho anh và cô dâu sẽ đầu bạc răng long, trăm năm hạnh phúc. Ừ. Có cái gì muốn chia sẻ? Lại chia sẻ rồi. Chia sẻ rồi. Cái đoạn này em hồi hộp quá. Thì thế là bảo anh không bao giờ vung đâu. Em thì cũng gọi là đi trước anh khoảng tầm 5 năm. Bây giờ thì sau 1 năm thì anh cũng đứng đây cũng thế chia sẻ đâu, mấy tự mình chia sẻ luôn. Rất là tạch bao. Thì anh phải chia sẻ là chia sẻ là trong tương lai được không? Sau khi mà mình đã yên bề ra thất, mình có thay đổi gì không? Được không? Tôi run chứ. Thật sự thì đến thời điểm tại thì anh chưa nghĩ được xa xôi nhiều lắm. Tại vì từ đầu năm đến giờ anh chỉ nghĩ mỗi chuyện trong đầu của anh cũng là đám cưới, đám cưới, đám cưới. Và hiện tại thì đây cũng là lần thứ hai của anh. Rồi sang tháng thì anh lại có sang tháng anh lại có lần. Lần một là với ai nhỉ? Em không biết đâu chứ. Không biết là lần 3 đấy, tức là trong 1 năm là cưới mấy lần rồi? Một người 3 lần rưỡi, tưởng 3 lần là 3 người khác chứ, mau phát. Đấy, đến hôm trước đang lo đám cưới ở trong Sài Gòn, đã phải đi lo đặt sảnh ngoài Hà Nội nữa. Thế đâm ra là
thật sự là năm nay của anh nghĩ là anh cái dự án lớn nhất trong đời của anh rồi. Anh tập trung hết cho một năm luôn. Dạ yeah, xuống. Đến lúc anh mình tính sau. Vâng, mà có vẻ như là cái dự định lớn nhất trong năm của anh Hải đã được thực hiện rồi. Và yeah, không làm mất thời gian của các bạn, xin các bạn một tràng pháo tay để chúng ta sẽ cùng chúc mừng hạnh phúc cho chú rể Nam Hải và cô dâu Minh Nghi. Chú rể Minh Nghi và cô dâu Nam Hải. Vâng, và có lẽ là khi nào làm ở Hà Nội á, Hà Nội là làm cho gia đình như sao ấy. Chúng ta sẽ cùng nâng cấp và cùng chúc mừng cho hạnh phúc của cô dâu chú rể. Woo! Rồi đấy, còn sau là ăn uống à, tí còn mấy còn clip nữa cơ. Nhưng mà đợt này là xong, là phát biểu xong là ăn thôi. Đây là có mấy cái món ở đây, kiểu canh chua nấu cá hồi, xong rồi cay tôm chiên, xong rồi nem bò lá lốt, chắc là các cũng xem rồi. Nhưng mà thế ăn không hợp khẩu vị lắm các ông ạ, phải nói thật. Đấy, ăn cá là cá, nhưng mà ăn thì tôi không biết là tôi cũng phải ăn đồ Tây, ăn đồ ta thế cũng có là không chéo. Nhưng mà thật sự là đấy, lần này không hợp khẩu vị lắm. Đây là cái gì đây? À, đây. Anh có. Có chứ, ây giời ơi. Có không kìa. Gì ác vậy luôn chứ. Ok. Ôi, đây, không, có thấy chị Mina nhìn qua đâu. Không nhìn đâu. Ai lại tôi cả đáp. Ừ, nói có vẻ gì tôi ấy, nhưng mà các con như câu nhìn ánh mắt chị Mina xong đấy, rõ ràng cái này là không phải nhìn về bên phải nhá, chặt con mẹ đầu tôi đi được chưa, có phải không đúng không, nhìn đúng về hướng đấy luôn đấy, còn gì nữa mà này ạ. Nhìn phải ơi anh có yêu em không. Đấy, rõ ràng nha, đây là không phải tôi nói nha, đây là hai ông anh tôi nói nha. Ok. Đấy, ok luôn. Nó là ok luôn chứ còn gì nữa. Ôi giời, thái tử Sa Đéc là xem. Đâu nhỉ? Đấy, nhưng mà cả bài của chị Mina quay cái đoạn này thôi, quay anh Linh là chủ yếu. Đấy, lúc anh Linh còn kiểu bị dí lên hát mấy bài, còn dí lên song ca cơ, nhưng mà anh Linh hơi ngại là đi trốn luôn. Anh Quang hơi cháy, anh Quang hơi to đấy, không được cả ông anh Huy R cầm mic cái dí sát mồm nữa chứ. Có không kìa? Không thể nói gì, chỉ thấy anh tôi cười trừ, thế là mới ác chứ. Lên hát mơ hồ á. Không, tôi ngại chứ. Trời ơi, mấy ông anh Huy R với cả anh xa cứ hơi tí chứ. Thì sau đây là chương trình văn nghệ, tôi xin phép được đề cử anh Trần Thái Linh. Anh Trần Thái Linh đi ra ngoài cái, lại đi vào. Tôi lại xin phép đề cử anh Trần Thái Linh, lại đi ra ngoài tiếp. Thế cứ anh Trần Thái Linh không hiểu sao. Cái gì đây? À, trên này bao giờ à? Dí ác luôn chứ. Trước khi nghe nốt anh Huy R và anh Quang hỏi thế bây giờ có lên hát không, hát bài gì, chim đến bao giờ. Anh Huy R quay ra hỏi bọn tôi, ơi anh em ơi, lúc này không có anh đội nhá, cái bài hát như nào nhỉ, như này làm như nào, tôi bật lời là nhớ không nhớ lời luôn, nào chứ không biết lời luôn nào. Không nhớ lời nữa chứ. Ảo thật đấy các ông ạ. Đấy. Thì anh Quang lên biểu diễn mấy bài, nhưng mà lúc đấy của anh em choánh gần hết rồi, nên là thôi không quay full lên ngồi hát với cả anh Quang, nó vui mình cầm cái máy quay thì hơi ấy. Đây.
Có ông anh này thì bảo tôi là ôi sao Dép không chơi rap. Sao Dép không chơi rap đi, để cần mày à, mày phải chơi rap. Ôi giời ơi, tao anh biết mày mà, mày chơi rap được. Mày phải ra nhạc đi, mày không ra nhạc phí bao đâu Dép ơi. Đấy. Nhớ phải ra nhạc nhá. Ok đã, đấy là anh em lại chụp kiểu ảnh. Ơ cái thật mà. Tôi đã bảo ông à, anh Phúc Du là anh bảo về tôi là lần trước là mày có tài năng, lần này anh bảo mày ra nhạc đi. Đấy, nói thế mà câu không tin. Thế là xã giao. Anh Phúc Du xã giao với tôi làm gì, có mỗi tôi với anh Phúc Du đấy là xã giao không, một cười thật. Có sao nói đó chứ. Đấy, chẳng qua là chưa viết cái lời nào nó hợp với cả cái kiểu giọng của mình thôi. Đấy, kiểu thế, một cười thật. Tôi rap cho anh Phúc Du ngay rồi cơ mà. Hôm đấy thì không thấy anh Phúc Du lên rap. Ủa, nhưng mà anh Phúc Du cái kiểu style mẹ chất nhở. Này, ví dụ tôi cũng mặc như này, không biết là có đẹp không. Không, người ông Phúc Du to, kiểu ba lỗ mà đeo dây chuyền bling, thắt lưng rồi quần nó phải hơi tụt, nó hơi nhiều túi một tí. Đấy, kiểu này có mỗi phải ai to to mới hợp hay sao. Kiểu N.N. Lee hay sao. À, trông như đầu buổi á. Okay. Ông một cười nhỉ. Cái gì đây? Thế nhỉ? Tao mặc được, tôi cũng mặc được chứ. Này, nhà gái hay sao ấy. Vui phết không ạ. Đi đây. Ờ, ok, em bắt tay cái anh. Không nhìn anh Độ. Đi đây. Chào em nhá. Ok, đi đây. Cảm ơn em. Em buồn cười. Này tôi không quen nhiều. Anh có anh Độ. Đi đây. Cảm ơn các em nhá. Ok nhá. Đi đây. Trông sếp anh như bảo vệ thật. Công nhận mà nói. Không biết là cái phút này của chúng ta thì là cơm no rượu say rồi. Nhưng mà cái cuộc vui làm nó cũng cần phải có cái chương trình. Thì em xin giới thiệu với mọi người trò chơi ngày hôm nay là trò chơi bắt hoa. Trường Biên chúng ta sẽ được thấy được trong một đám cưới. Tuy nhiên là... Tuy nhiên là... Lần này nó sẽ có một chút đặc biệt ạ. Một cái bó hoa như kiểu là em vừa mới ra theo dõi vừa nãy thì lích tạo với mọi người là bó hoa bằng tiền. Và với một bó hoa bằng tiền này em hy vọng là chúng ta sẽ tìm ra một người may mắn. Amen sau. Thế nên mọi người đừng có ngại ngần mãi, lên sân khấu đi ạ. Mọi người lên sân khấu đi, chúng ta sẽ cùng bắt đầu sớm đấy ạ. Uầy, từ. Công nhìn bên đây. Góc quay này là chuẩn này. Công nhìn đầu anh Sa có một cái lỗ. Anh Sa đi cắt tóc. Đây, công nhìn đầu anh Sa. Lúc đầu là bọn tôi, tất cả bọn tôi đều có một câu hỏi như nhau là không biết là anh Sa dạo này là có con không, rồi kiểu stress quá, rụng tóc hay là cái gì. Nhưng mà thực sự là không phải. Mà câu chuyện ở đây là đi cắt tóc. Bị cái thằng cắt tóc nó chém một phát hơi sâu. Nhưng mà bọn tôi kiểu tế nhị, đéo ai hỏi. Đến lúc sau mới có anh Độ hỏi là, thì anh sao mới bảo là, ơ cái đít cơ mẹ không nọ, thằng cắt tóc nó chém qua em một phát anh ạ. Đéo em muốn thế đâu. Nhưng mà thằng kia nó chém em một phát sâu quá như cái này không ạ. Ừ. Đấy, không hiểu sao mà ông cắt tóc ở bên nào. Thế là bọn tôi lại giới thiệu cho anh Sa một địa điểm cắt tóc rất là uy tín. Đó chính là 1174 đường Láng Phong BVB, tóc nam đẹp chỉ có 70k combo đấy. Chứ anh Sa đi cắt linh tinh là không được rồi. Anh Sa cắt như thế này là không ổn rồi. Kiểu gì thợ cắt tóc mà chém nó đúng phát thế này thì đúng đời luôn chứ. Có mỗi sếp dám hỏi không ạ? Tôi chịu. Thì ném sao thì đi đâu lắm. Bọn tôi công nhìn thấy. Đâu bỏ hoa tiền đâu nhỉ? Thầy đang chắc là đang tính chiến thuật, không biết là 4-3-4-4-2 là 4-2-3-1 đây. Cái gì đây? Cái anh Bom bảo gì đây? Anh Bom nói gì nhỉ? Ai ơi, đi!
rồi, quả đấy chị Nhi tung 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 hơi nhẹ. Bó này là bó demo, anh em tranh nhau như đúng rồi. Sướng sướng chạy luôn mà, biến mất luôn. Đi luôn, à, nhưng mà cuối cùng nhận ra bó đấy chỉ là bó demo thì ông anh kia lại quay lại không ạ. Hóa ra bó đấy là bó demo chứ. Ừ, hơi quê tí, bó đấy đúng bó demo không ạ, bó demo. Thế mới lạ chứ. Gì đây? Đây sao anh bom mà tôi ăn bó thần công ạ. Em đúng không anh nào ở bên ông này ông gì nhỉ? Bên L L à? Quên tên rồi, anh này tên là gì nhỉ? Ờ Katy ờ đúng không? Ừ đúng rồi. Được anh TK à, anh gì cái CEO của Gap bệt mà ông này ông anh là gió cao. Là còn người Tây cõng phát chiều cao như này thì làm sao mà đầy tì đè được không? Cao như thế cơ mà. Dã man thật. Cao anh đái còn gì. Ê chả ăn vội. À đây rồi. Anh Vũ. Thế cái thần thái của anh Vũ không biết là có cái lớp nào không bao giờ phải đi bảo anh Vũ dạy cho mình một khóa thần thái đàn ông. Anh Vũ kiểu ui mẹ em kiểu như nào Kingsman luôn thì thề. Lịch lãng mãi đài. Đéo phải bù, đéo phải nịnh. Trông cái đàn ông kiểu gì. Thách Home TV. Xin chào tất cả mọi người, mình là Vũ ạ. Và ghi ca chat vậy không? Big Big Energy. Mình muốn nói rằng là Mimosa mày là hơi lỗi. Hơi lỗi nha. Cúi đầu. Ok, là như này. Làm thế nào anh cảm ơn nhà có thể tắt đi chơi một chút được không ạ? Em cảm ơn anh rất là nhiều. Mọi người vỗ tay cho anh tâm thanh được không ạ? Hơi lỗi à. Kéo luôn. Mimosa mày là hơi lỗi bởi vì là mình khiển trách luôn. Nào cũng thế. Làm thế nào cũng chúc là đôi Nguyên Hương ở trên sân khấu nào là đầu bạc răng long hạnh phúc. Thế nếu mà The Bombay mà răng là không long mà xong rồi Minh Nghi mà đầu là không bạc thì là không hạnh phúc nữa. lỗi luôn. Bây giờ mình sẽ hát một bài hát và chắc là mọi người nếu mà mọi người có thể hát theo cùng mình thì mình cũng sẽ rất là vui. Mọi người đồng ý không? Hát được không? Dù gì ngày hôm nay là ngày phút. Không, lúc sau là cũng kiểu nhét mép theo ấy, nhưng mà hơi nhiều rượu, hơi quên lời tí. Chắc chắn anh không hát ít thì hát kìa. Không đầy. Anh phải hát chứ. Phải hát hát không? Hát vào nghe hát chứ. Đầy lên, đầy. Có đầy lên. Hát đi. Ở trước khi hát một bài thì em muốn tặng em một bài riêng để là riêng riêng bồng rót tới nửa ly chia tay một tí nhưng mà ok. Luôn tuyệt vời, luôn tuyệt vời. Minh Nghi phải hiểu rằng là Minh Nghi đâu nhỉ? Minh Nghi phải luôn hiểu rằng là mỗi người đàn ông sẽ luôn có những cái tình yêu trước đấy của mình bởi vì phải có những tình yêu trước đấy thì mới có Minh Nghi ngày hôm nay đúng không? Rồi phải có Viking 3, yes sir. Yes sir. Cái đấy là tôi không biết là có tính không nhưng mà kiểu thế không ạ, yes sir. Mọi người từ giờ đừng có rô nữa được không ạ? Ngày hôm nay chia tay anh nói những lời chân thối bom không biết nói. Nhưng mà hay vậy không còn nhau cho dù anh và em vẫn đi suốt đời thì cứ không còn ai cùng em hết rồi. Anh Vũ còn bảo mua cả bản quyết đeo xem khi hết ngủ á, giữ ấy mới vui lòng và hôm nay em đã đi tới trên đoạn đường mới như là em. Không, thực ra là cũng có thuộc ấy, nhưng lúc đấy mọi người say lắm rồi. Xem anh Vũ mà tôi để ý có mấy ông để ý bên góc phải nhá. Mắt là phải nhìn chuẩn chỗ này. Không còn ai cùng nhau chung bóng.
sẽ cùng nhau okay. đi đến cuối đời. Ok, kìa, tôi đọc vĩ cơ mà. À, bây giờ mọi người có thể hát bài này cùng với mình được không ạ? Ok. Bây giờ mình hát từ đầu nhé, mình hát từ đầu nhé. Mình hát từ đầu nhá. Đâu, thì tôi quay là nó vô tình thôi. Vô tình thôi, góc này là đẹp lắm rồi đấy, gần lắm rồi đấy. Buổi chiều ban đêm, yêu ai mà về đây. Quay về trong yêu của anh qua thời gian. Buổi chiều lặng im, nghe gió đung đưa cây. Tình yêu là bao nỗi nhớ cuốn anh trôi về đâu. Bên này kiểm tra này. Kiểm tra. Thực ra tôi hát to, tôi hát hay lắm ấy, nhưng mà tôi tắt mic đi, các bạn không mất tập trung thôi. Đấy, bên mình thuộc như thế. Chỉ tình cờ nhìn em dần mang theo những cơn đau thế và sao mà mới là từ 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 đâu nhở? Từ từ tôi nhìn thấy ông gì nhở ông thầy? Bài gì nhở? À chắc là Q&T rapper Q&T đó mà anh và em. Đâu có gì đâu, quay ra đấy thấy rồi. Đông quá à, đáng em lòng em, xin lỗi những đêm mùa đông. Nắng nóng ngất trên bàn tay người mong. Khiển trách làm chủ. Đâu nhở? Đấy, trong anh không có hát, hát có chỉ có gần đấy thôi. Xong lúc sau mà mọi người gọi là nói chuyện phiếm, xong rồi chúc chúc nhau tí. Đây. Đấy kiểu kiểu ấy, nói chung là cũng là fan anh Vũ đông phết. Díu lắm rồi, đâu có díu đâu. Đây, có ông em đang ngồi uống bia. Đang ngồi uống bia ấy, cứ gọi qua bảo xin kiểu ảnh. Xong rồi vừa gọi đến cứ bảo ui, đẹp hai anh ngoài đời đẹp trai vãi lồn thề, đéo như trên stream. Ấy à, đâu không ám sao cái gì ăn chân cam mà tụi nó bảo ăn mập không mà đến đâu mập đâu trời, đúng đẹp trai luôn á. Anh đẹp trời ơi, qua đây làm gì ảnh. Mà có gì là up cho em xíu nha. Đó, up cho em xíu cái gì em bú xíu nha. Đấy, chụp ảnh cùng nói chung là có hai anh này có là rất là nhiều like, hai like ở trên Facebook, một người thì từng vô địch ở Việt Nam 2019. Đấy, một người thì nói chung là đánh VCS thì cũng rất là nhiều highlight các kiểu. Đấy, rất là nhiều highlight, thật sự là như thế. Mà nói chung là để mà chơi, tôi biết là tôi có nhiều highlight ở bên CSGO, nhưng mà thật sự là bên PUBG và LOL mà phải tìm kiếm những clip highlight mà để truyền cảm hứng cho tôi chơi những cái bộ game như kiểu là PlayerUnknown Battleground ấy. Đấy, với cả League of Legends ấy. Đấy, tôi phải hỏi cu em này. Đấy, cu em này đấy. Đấy, các ông nhìn không? Đấy. Cái ông chụp ảnh cho ông dế đây đi bạn thề díu vãi lên. Cái ông chụp ảnh bạn của ông dế đây chụp ảnh. Ơ à, đóng mém sao lúc này lúc quay clip sao dế ơi. Chụp lúc nào ta. Trời đúng má ấn nhầm khóa màn hình rồi.
Đợi xíu. Ủa? Sao nãy chậm chậm ta? Ủa? Sao vậy? Chụp đi, ba em chụp 15 phút được 6 kiểu ảnh không? Con mình chụp 15 phút được 6 kiểu ảnh đây nha công, nhìn mặt tôi đi. Thử sao đây? Là mặt mọi người uống rượu nó đéo bị đỏ. Mặt tôi uống ở đây, tôi uống ở đây là uống đúng một tí. Đúng một tí rồi đấy. Đúng một tí rồi đấy mà công nhìn mặt hồng như này là kiểu gì ấy nhỉ? Cái gì đây? Anh đẹp gửi em số tài khoản đi, em gửi banh tấm hình này, bữa anh nói 2 triệu thôi. Em chụp gì 2 triệu mẹ. Giỡn chơi hoài, rớt, đâu có đâu, 2 triệu nào. Mẹ, khách sao? Tao nói thật là anh em chung làm chung nghề. Chụp chung được cùng kiểu ảnh với nhau là vui rồi, trời ơi. Đâu có dám lấy phí của thằng em đâu, nhưng mà công nhận là thằng em ngoài đời nó cao giáo thật. Đấy, ui, nhưng mà đấy, nó có nếu mà có để có một ghen tị với thằng em mình, nói chung là phông tông màu da là không nói làm gì rồi, nhưng mà đi bạc quả lông mày như này đéo hiểu là tại sao nó có quả lông mày rậm thế mà công nhìn quả lông mày tôi nó cứ thưa thưa kiểu gì đấy, kiểu ấy. Đã thế nó make up trông tóc tai là úi rồi nữa. Đúng, nhưng mà tao nói thật nha, này không phải gây vui gì, nhưng mà trông mày đẹp trai quá, anh Khoa về bàn anh Khoa có bảo tao đụng má nào chứ nó đẹp trai đẹp nhỉ. Ừ như bd ơi còn. Ờ tao nói thật nhá, tao nói thật không, đây là kiểu anh em tao khen đẹp trai với nhau kiểu thế thôi. Ấy. Kiểu thế thôi, không phải là gây huân. Không phải gây huân, nói chung là kiểu là đẹp trai của bóng lộn xong rồi kiểu các thứ thôi. Đôi giày gánh em chụp versus 2A dai mới đờ si. Ôi giời, đôi giày gánh em địt bạn thằng Zero ngoài đời tôi đã cao 2m là tôi phải cúi nó. Thằng này chắc phải 2.5m không ạ? Mà tôi thề cả công tôi là đã 1.9m đúng không? Thánh Khoa là 2m rồi đúng không? Cái thằng này nó ngoài đời nó phải địt mà nó phải 2.5m hay sao? Đéo hiểu nó ăn cái gì mà cao thế. Mẹ quả mũi của nó thì thôi. Mẹ nó phải như là mẹ trường Sơn Đông, trường Sơn Tây remix coi không ạ? Cao vãi cả lìn. Yêu đùa. Đã thế mà kiểu sao tôi không hiểu sao cái phong cách của bên lớn khác lắm đó. Đây, các ông thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái cúc. Đấy, nhưng mà phanh 3 cúc trên. Đấy, kiểu ấy, đấy là kiểu gì hả em? Đấy, bọn anh là, em thấy không? Bọn anh là cài cúc các thứ đấy. Nhưng mà cái kiểu, hình như là cái kiểu trong này nó phải thế các em nhỉ? Áo có 6 cái cúc, phải banh 3 cúc ra, nó kiểu chất chơi đúng không? Đấy, nhưng mà đợt này là đi thấy cộng 1 nhỉ? Da rẻ là da rẻ. Sao mà tao nghe bảo gì mà sao không đi cùng sữa chua sữa chủng gì sao đợt này thấy đi mình á? Sao đợt này thấy đi mình á? Bình thường là tao xem trên mạng là đợt trước là tao có xem cái gì bên LL ngồi chung phòng không người kiểu con ten con thủng các thứ đồ sao đợt này thấy đi mình á? Ai à chia tay rồi lỗi tao chấm hỏi tao nhầm à, lỗi tao thế tao không cố ý tao thật luôn mày trời ơi. Thật luôn á, đâu có cháy đâu. Trời ơi. Đâu có cháy đâu. Quên. Đi mẹ lỗi anh, thật sự là lỗi anh. Anh không cố ý. không cố ý, anh không biết thật. Zero là anh không biết thật. Đấy nhưng mà cũng bảo ông em là bao giờ có chơi game thì là chung anh em chơi cái. Đầu tiên gặp ông em ngoài đời, đẹp trai các thứ. Ông em đây, con muốn xem. Muốn xem tin nhắn đâu, đéo hiểu sao. Sao u em này là u em này nói chung là không ăn cái gì khéo mồm khéo miệng khéo miệng lắm không ạ? Đâu nhỉ? Đây trời ơi đây ở ngoài có mập đâu sao tụi viewer nhét chữ anh tui vậy ốm đẹp dai Hàn Quốc rích nữa má ơi gái nào chịu nổi đấy chơi game hay nữa đi con mày. Thằng này nó đọc lớp đào tạo đâu ra mà nó khéo dữ bay. Ôi trời ơi, rồi ôi Hàn Quốc là còn rích các kiểu. Này em gặp anh Độ tim em nó đập vỡ thật chứ. Không, cô em mà nói thật là nó không phải điêu nhưng mà thằng em đẹp trai thật, thằng em công nhận là đẹp trai. Không đùa, đẹp trai không đùa luôn, đẹp trai thiệt đấy, cao giáo các kiểu. Thì phải mỗi tội là thật, nói thật là thì phải cái ông chụp ảnh cho anh em mình mà nói chung là kiểu là nó ok xíu á là tuyệt vời ấy. Nhưng mà đẹp mạng cái ông chụp ảnh chuẩn quá rồi đốt ạ, chụp ảnh chuẩn quá. Hai thằng tự sụp ngoan không, thằng em ngoài đời trên mạng nói chung là global ban là cái gì nhưng mà ngoài đời đẹp nó đẹp trai nó ngoan lắm các bạn, không nói điều không sụp chuẩn chỉ luôn, không hề sụp nhá.
không hề có cái nào là sụp nhá.